Em xin chào cả nhà nha, em vườn hoa lan rừng trọng MBS. Hôm nay em lại tiếp tục lên phiên bán hàng. Hôm nay thì em sẽ quay tiếp tục bên cái luống nhãn tháng 8 gieo hạt. Đó, cây mẹ là hàng rừng Gia Lai nha. Đó, các anh chị em cô chú nhà mình mua hàng bên em là yên tâm. Hàng nào chuẩn cái hàng đó. Hiện tại một số anh em mà trồng trước bên vườn của em á thì hiện tại đã có nụ vào tháng 8 hết rồi. Còn cây bên vườn em á thì nó chưa có nụ hiện tại tại vườn. Đó thì em báo là chưa có nụ tại vườn. Nhưng mà cùng chung trồng chung với cái lô của em có vườn khác thì đã có nụ rồi. Đó, em cũng báo rõ cho các anh chị em cô chú nhà mình là như vậy luôn. Thì phiên hôm nay thì em sẽ quay từng mẻ cho các anh chị em cô chú nhà mình để lựa được cái cây cho nó ngấy. Như bên em bán mấy bữa trước thì em có nhận đơn là một mẻ 140.000 một chậu cây lớn á. Cây lớn là 140, cây nhỏ là 70.000. Đó, chứ nhưng mà rất là nhiều các anh chị em cô chú nhà mình yêu cầu là lựa cây này cây kia. Chứ nhưng mà em lại không có thời gian thì hôm nay em quyết định em sẽ quay từng mẻ và từng cây từng giá tiền cho cả nhà mình lựa cho nó ok nha. Rồi phiên hôm nay thì em sẽ bán mẻ ép nha. Bên em bán hàng vẫn hình thức cũ, giá niêm yết chưa bao gồm phí ship. Đó, hôm nay thì em bán mẻ F1 nè. Đó, cái mẻ F1 này thì cây như thế này. Em bán cho cả nhà mình với giá 60.000. Đó, vì sao như mấy cái đơn trước kia em bán cây 70 là em nhận 70 đều. Là như ví dụ bên em nè, hàng có số lượng rất là nhiều. Và như ví dụ cây 140 em có thể em nhận 140 đều. Đó là em có thể em bóc cây của nó rất là đều, đảm bảo được cho cả nhà mình luôn. Đó, còn như hôm nay thì em lên là nó đủ loại. Đó, như ví dụ cây thậm chí rẻ tiền hơn nữa cũng vẫn có. Như các anh chị em cô chú nhà mình muốn sưu tầm hàng giá bao nhiêu thì cứ báo với em thôi. Cả nhà mình thông cảm giúp em nha, hiện tại ở Gia Lai em thì nó đang mưa rất là to. Đó, cho nên nó hơi ồn. Rồi, cái mẻ F1 là 60.000 nè. Rồi, tiếp theo em qua F2 nè. F2 là cây này. Cây này thì lá mít là cây này rất là tương lai rồi nha. Rồi, F2 70.000 nè. Rồi, F3 cây như thế này. Cây như thế này em bán với giá là 130.000. Rồi, F4 cây này em bán với giá là 140.000. Đó, mẹ F4 140 nè. Rồi, tiếp theo là em qua F5. F5 cây như thế này. Rồi, với giá cũng 140.000. Rồi, F6. Đó, F6 là một cây mít đẹp nè. Đó, một cây lá mít đẹp. Rồi, cái F6 này thì em bán cho cả nhà mình với giá là 140.000 luôn nha. Rồi, F7 nè. F7 là cây này. Đó, cây mít đẹp nè. Đó, những chậu như thế này là giá là 140 nè. Đó, những chậu. Các anh chị em cô chú nhà mình mua hàng bên em thì cũng biết rồi đó. Còn cái nhãn á thì cả nhà mình biết rồi, hoa nó rất là thơm. Đó, như đây có những mẻ này là rất là VIP nè. Đó, rồi F8 nè. F8 là cây này. Cây này là mùa tới là cho hoa luôn nè. Rồi, cái F8. Cây này thì em bán với giá là 190.000. Đó, 190 cho F8 nè. Rồi, F10. F9. F9 này là một cây mít nè. Đó, một cây mít xếp V nè. Đó, xếp cứ V lên trên nha. Rồi, F9 cây này. Mã F9 này thì em bán cho cả nhà mình với giá là 180.000. Đó, ai muốn sưu tầm cây to đẹp thì mình lấy mã này. F10 nè. F10 thì cây này em bán với giá là 130.000 cho cái F10. F11 cây này thì em bán với giá là 90.000. Đó, 90.000 cho F11. Rồi, F12 cây như thế này. Đó, F12 với giá là 140.000. F12. Đó, cả nhà mình chốt mẻ nào thì mình nhận hàng chuẩn mẻ đó thôi nha. Khi bên em lên phiên bán hàng là đều đánh mẻ, đánh đồ hết nè. Đó, các anh chị em cô chú mình em đã quay mẻ nào thì mình nhận hàng cái mẻ đó thôi. Rồi, một tí nữa thì ai muốn sưu tầm chậu cây đôi thì mình lấy những cái chậu này nha.
Rồi cái này thôi để em lên luôn. Rồi cái này là F13. F13 là hai cây này. Cây này thì em bán cho cả nhà mình với giá là 180.000. Đó, 180 nè. F13 nè. F14 nè. F14 là cây này mít, cây to hơn nè. Cây to hơn lá mít nha. Rồi, F14 em bán với giá là 200.000. Rồi, F15 hai cây này. Đó, hai cây này cũng với giá là 200.000 luôn nha. Rồi, F16 hai cây này. Hai cây này 180.000. F17. Đó, F17 nè. Rồi 180 nha. Giữ bỏ ấy léo qua để nó gãy đây nè. Rồi bỏ xuống. Rồi F18 thì hai cây này. Đó, cây này mít đẹp nè. Rồi 200. F18 200 nha. F19 rồi 180. F20 hai cây này 170. F21 hai cây này. Rồi hai cây này 160. Đó, cứ cây nhỏ là giá nhỏ thôi, còn cây to là giá to. Bên em thì nhà vườn em bóc hàng theo luống em bán là như vậy nha. F22 nè. Hai cây này. F22 hai cây này thì em bán cho cả nhà mình với giá là 190.000. F23 hai cây này. Rồi 180. Rồi F24 cây này 180 nha. Rồi để em sẽ lựa những cây, những mẻ VIP em sẽ lên cái giá cao cho các anh chị em cô chú nhà mình sưu tầm nè. Đó, những mẻ cây to đẹp nè thì phải cái giá nó phải đẹp thôi nha. Rồi cây to này em bán cho cả nhà mình với giá là F25 em bán cho cả nhà mình với giá là 240.000. Đó, cây to như thế này nha, 240 nè. Rồi F26 cây này. Đó, F26 cây này thì em bán 230 nè. Rồi F27. Đó, cả nhà mình thấy nè, nó theo vạt theo luống như thế này mà những cây mà trội trong đám nè, đó thì nó số lượng thì rất ít chứ không có nhiều. F27 cây này em bán với giá là 200.000. Rồi F28 cây này mít nè. Đó, ai siêu tầm lấy mít to thì mình lấy mẻ này. F28 cây này thì em bán cho cả nhà mình với giá là 180.000. F29 cây này to VIP rồi 280.000. Đó, F29 nè. Rồi F30 là mẻ cuối cùng đi. Để coi cây nào F30. Rồi, không thôi được rồi. Rồi F30 cây này. Đó, cây này cả nhà mình nhìn xem nè. Xếp đẹp nè. Rồi mẻ cuối cùng giá khuyến mãi. Rồi lúc nào phiên bán hàng của em mẻ cuối cùng hầu như cũng khuyến mãi nha. Đó rồi cây này đi. Cây F30 rồi 100.000. Đó, cây này phải 150 bán 100.000. Lúc nào mẻ cuối cùng cũng có giá khuyến mãi nha. Rồi phiên bán hàng của em đến đây thì cũng xin phép kết thúc và hẹn cả nhà mình video clip sau nha.